Hương à, để mở đầu cho chương trình vào ngày hôm nay, Hồng Thanh xin phép được gửi đến toàn thể quý vị một nhạc phẩm rất dễ thương. Em xin đến đến anh, xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức. Hỡi anh yêu, xin người hãy đến bên em, ngày đêm em mơ về chàng. Cớ chi anh cứ ngại câu nói yêu nhau thế, vì sao không tin hỡi ai? Đã yêu anh cho dù mưa nắng hay giông tố, tình em một lòng vẫn thế. Hãy tin em, tin vào tiếng nói con tim nhé, để cuộc đời mình có nhau. Để tim em héo hon mãi, mong chờ từng đêm dài, lòng không quên nhớ anh. Cho dù ngày mai này vì anh đã vương vấn, yêu người rời đau buồn thì xin anh yêu luôn nhớ. Em sẽ đến bên người hãy đến bên em, ngày đêm em mơ về chàng. Cớ chi anh cứ ngại câu nói yêu nhau thế, vì sao không tin hỡi ai? Đã yêu anh cho dù mưa nắng hay giông tố, tình em một lòng vẫn thế. Hãy tin em, tin vào tiếng nói con tim nhé, để cuộc đời mình có nhau. Xin người đừng ơ hờ, để tim em héo hon. Mong chờ từng đêm dài, lòng không quên nhớ anh. Cho dù ngày mai đây vì anh đã vương vấn, yêu người rời đau buồn thì xin anh yêu luôn nhớ. Em sẽ đến bên anh. Xin người đừng ơ hờ, để tim em héo hon mãi. Mong chờ từng đêm dài, lòng không quên nhớ anh. Cho dù ngày mai đây vì anh đã vương vấn, yêu người rời đau buồn thì xin anh. Cảm ơn toàn thể quý vị đã lắng nghe ca khúc rất là nhiều. À, trong khi chờ đợi, cho phép Linh Kiều được gửi tặng đến quý vị quan khách ca khúc Vợ Chồng Son. Dù nó hay đói, còn nhau
sẽ nên duyên. Dù nam cưới đơn sơ, đời vui như sống trong mơ. Vì anh thương em đậm đà, còn em thương anh thiệt tha. Đôi ta vợ chồng son, cùng nhau đi tới cuối đời thành cùng nhau đi tới cuối đời thành thơi. Vì em thương anh đậm đà, còn anh thương em thiệt thà. Đôi ta vợ chồng son, cùng nhau đi tới cuối đời thành cho phép anh Kiều một lần nữa được mời những giọng hát vàng. Xin hãy cho phép chúng tôi được lắng nghe tiếng hát của quý vị khách quý. Xin được trân trọng kính mời.